Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành Đô Vlog thì vui lòng ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất Và bây giờ mời các em mở sách và bài tập Địa lý lớp 4 bài 28 Thành phố Đà Nẵng Đầu tiên mời các em chúng ta làm bài tập số 1 Dựa vào lược đồ dưới đây Hãy cho biết A. Các phía Bắc, Nam, Đông, Tây của Đà Nẵng giáp với những đâu? B. Đà Nẵng có vị trí ở đâu trên đất nước ta? Rồi bây giờ mời các em quan sát lược đồ. Lược đồ thành phố Đà Nẵng. Rồi khi quan sát một lược đồ, các em nhớ là người ta quy định phía trên lược đồ là phía Bắc, dưới lược đồ là phía Nam, bên trái lược đồ là phía Tây và bên phải lược đồ là phía Đông. Như vậy, phía Bắc của Đà Nẵng giáp với Thừa Thiên Huế. Phía Tây và phía Nam Đà Nẵng giáp với Quảng Nam. Phía Đông giáp với Biển Đông. Rồi như vậy chúng ta có thể hoàn thành câu A e là như sau. Vị trí tiếp giáp của Đà Nẵng, phía Bắc giáp Thừa Thiên Huế, phía Tây và phía Nam giáp Quảng Nam, phía Đông giáp với Biển Đông. Tiếp theo em sang câu B. Đà Nẵng có vị trí ở đâu trên đất nước ta? Rồi các em biết là Đà Nẵng có vị trí ở giữa lãnh thổ của nước ta. Là ranh giới giữa lãnh thổ phía Bắc và phía Nam. Các em biết là Đèo Hải Vân nằm ở giữa Huế và Đà Nẵng. Đèo Hải Vân chính là là ranh giới giữa miền Bắc và miền Nam. Tiếp theo em sang bài tập số 2, đánh dấu x và ô vuông chữ y đúng. Từ Đà Nẵng có thể đi tới các nơi khác trong nước và nước ngoài bằng đường ô tô, đường sắt, đường hàng không, đường biển, tất cả các loại đường trên. Rồi mời các em quan sát lược đồ thành phố Đà Nẵng một lần nữa. Các em xem phần chú giải. Đường ô tô chính là đường màu đỏ này, đường màu đỏ. Đường sắt chính là là đường màu đen. Đường sắt chính là đường màu đen. Chạy dài khắp thành phố Đà Nẵng. Rồi, sân bay ký hiệu là máy bay đây, có sân bay. Và có có cảng. Có cảng, cảng Tiên Sa. Các em biết là Đà Nẵng có cảng trên sông Hàn và cảng biển Tiên Sa, thuận tiện cho tàu thuyền cập bến. Như vậy là từ Đà Nẵng có thể đi tới các nơi khác trong nước và nước ngoài bằng tất cả các loại đường trên. Đường ô tô, đường sắt, đường hàng không và đường biển. Tiếp theo các em sang bài tập số 3, gạch bỏ ô chữ ghi ngành công nghiệp không có ở Đà Nẵng. rồi đây các em biết là đà nẵng có các cơ sở sản xuất hàng tiêu dùng hàng tiêu dùng này sản xuất hàng tiêu dùng này chế biến thực phẩm chế biến thực phẩm đóng tàu đóng tàu dệt sản xuất vật liệu xây dựng sản xuất vật liệu xây dựng như vậy là khai thác dầu và sản xuất phân lân không có ở Đà Nẵng. Ở Đà Nẵng chỉ có dệt, đóng tàu, sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến thực phẩm, sản xuất vật liệu xây dựng. Tiếp theo các em sang bài tập số 4. Nêu một số đặc điểm kinh tế chủ yếu của thành phố Đà Nẵng. Đó các em biết là Đà Nẵng là thành phố cảng lớn, đầu mối của nhiều tuyến giao thông ở đồng bằng Duyên Hải miền Trung. Đà Nẵng còn là trung tâm công nghiệp với các ngành chủ yếu là sản xuất hàng tiêu dùng, dệt, chế biến thực phẩm, đóng tàu, sản xuất vật liệu xây dựng và là địa điểm du lịch hấp dẫn du khách trong nước và ngoài nước. Rồi như vậy là bài tập số 4 đã kết thúc video hôm nay. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Thành đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.